Sau khi sư đoàn 3 bộ binh và các đơn vị tăng phái rút khỏi Quan Trị vào đầu tháng 5 năm 1972, lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến lập ngay phòng tuyến chặn địch ở bờ nam sông Mỹ Chánh. Trong khi chờ đợi bộ tư lệnh quân đoàn 1 và bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến tái phối trí lực lượng để giữ khu vực gần địa giới hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Tiếp theo sự bổ nhiệm trung tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên tư lệnh quân đoàn 4 giữ chức tư lệnh quân đoàn 1 thay thế trung tướng Hoàng Sương Lãm. Ngày 4 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Thế Lân, lúc đó đang là tư lệnh phó sư đoàn, giữ chức tư lệnh đại đơn vị tổng trụ bị này thay thế trung tướng Lê Nguyên Khang. Theo tài liệu của trung tướng Ngô Quang Trưởng, thì ban đầu trung tướng Lê Nguyên Khang được đề nghị giữ chức tư lệnh quân đoàn 2 thay thế trung tướng Ngô Du xin tự nhiệm. Thế nhưng tướng Khang đã từ chối, để rồi sau đó ông được bổ nhiệm làm phụ tá hành quân tổng tham mưu trưởng. Đại tá Bùi Thế Lân xuất thân từ khóa 4 trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, bạn đồng khóa với trung tướng Ngô Quang Trưởng và các trung tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn Nhĩ Dù, Nguyễn Văn Đềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, Hầu Trung Hậu, nguyên tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Trước khi giữ chức tư lệnh phó, rồi cuối cùng là tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, đại tá Bùi Thế Lân là tham mưu trưởng sư đoàn này từ những năm đầu của thập niên 1960, khi binh chủng thủy quân lục chiến đang còn ở cấp lữ đoàn. Sau khi đảm nhiệm chức vụ tư lệnh được hơn 3 tuần, vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, ông đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gắn một sao lên cổ áo ngay tại bản danh Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến đặt trong Đại Nội Huế. Tân trưởng tướng Bùi Thế Lân đã tuyên hứa với Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là ông và sư đoàn sẽ quyết tái chiếm cổ thành trong tay quân thù. Tiếp đó ông được vinh thăng cấp bậc thiếu tướng sau 3 năm chỉ huy sư đoàn này. Trở lại với mặt trận phía nam tỉnh Quảng Trị, ngày 4 tháng 5 năm 1972, trung tướng Ngô Quang Trưởng đã họp với tân tư lệnh Bùi Thế Lân để duyệt xét tình hình. Trung tướng trưởng đã giao phó cho sư đoàn thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm phòng thủ phía nam Quảng Trị và vùng bắc Thừa Thiên. Sau đây là một số cuộc hành quân của sư đoàn này tại khu vực cận Duyên Hải, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong suốt tháng 5 và thượng tuần tháng 6 năm 1972. Vào hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 1972, phòng tuyến Mỹ Chánh đã trở nên sôi động khi cộng quân tập trung lực lượng tấn công vào các vị trí phòng ngự của các tiểu đoàn 3, 8 và 9 cùng bộ chỉ huy lữ đoàn 369 và các pháo đội của tiểu đoàn 3 pháo binh. Trong những ngày kế tiếp, cộng quân chuyển mũi dùi tấn công sang phía tây vùng trách nhiệm của lữ đoàn 258. Trong 3 ngày liền, chúng đã dàn trận tấn công giữa ban ngày nhưng đã trở thành mục tiêu cho pháo binh và không quân Việt Mỹ tiêu diệt bằng hỏa lực hùng hậu. Trong khi trận chiến ở phía tây thuộc khu vực trách nhiệm của lữ đoàn 258 còn đang sôi động, để tạo yếu tố bất ngờ nhằm triệt hạ lực lượng đối phương ở hướng đông, tướng Bùi Thế Lân và bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã mở tiếp cuộc hành quân ở khu vực Duyên Hải, quận Hải Lăng. Lực lượng chính là 3 tiểu đoàn 4, 6 và 7 thuộc quyền điều động của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5 năm 1972, tông bộ tiểu đoàn 7 từ phòng tuyến Mỹ Chánh di chuyển bằng quân xa đi về phía nam để đến bến tàu Tân Mỹ, cách Huế 5 km, được chim bay về hướng đông. Từ đó được hải vận ra hạm đội 7 ở ngoài khơi để chuẩn bị cuộc đổ bộ bằng đường biển. Theo như phân nhiệm, tiểu đoàn này sẽ phụ trách tuyến ven biển. Trong khi đó, hai tiểu đoàn 4 và 6 được trực thân vận đổ bộ vào vùng khu vực giao tranh của hai hương lộ 555 và 602, một địa điểm đã đi vào chiến sự với cái tên gọi giải phố Buôn Thiêu. Tại đây, trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1972, đã xảy ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, đồng minh và các đơn vị cộng quân. Đúng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 1972, cuộc hành quân chính thức được khai diễn. Mở đầu, các pháo đội pháo binh, hải pháo và phi tuần không quân chiến thuật đã oanh kích với hỏa lực tối đa vào các mục tiêu tại các bãi đổ bộ, trong khi đoàn tàu chở tiểu đoàn 7 đang còn cách bờ khoảng 3 km. Cùng thời điểm này, hai tiểu đoàn 4 và 6 cùng các phi đoàn trực thăng Hoa Kỳ đã sẵn sàng tại bãi bốc để chuẩn bị nhập trận ngay sau đó. Để dọn sạch các chướng ngại vật và triệt hạ hỏa lực phòng không của cộng quân quanh các khu vực đổ quân, theo sự điều hướng của Ủy ban Liên bộ Tham mưu Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và hạm đội 7 đặt trên các chiến hạm chỉ huy USS, phi vụ B-52 bay tới trải những thảm lửa xuống các bãi đáp. Lúc đó đoàn tàu đổ bộ còn cách bờ chỉ đến 2 km. Khi B-52 vừa chấm dứt các đợt oanh tạc, hai đợt tàu đổ bộ, mỗi đợt 40 chiếc cập bãi, tiểu đoàn 7 tràn lên các bãi đang định trước đó. Vừa đặt chân lên bờ, các cập biển đã nhanh chóng xung phong tấn công tiến chiếm các đồi cát cao. Cộng quân bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn cố bám giữ công sự tác chiến chính để cầm chân tiểu đoàn 7.
Kích chiến đã diễn ra khi các trung đội thiết quân lục chiến tràn lên tiến chiếm các cao địa. Với lối đánh tốc chiến, sau hơn 1 giờ giao tranh, tiểu đoàn 7 đã làm chủ được trận địa, đánh bật cộng quân ra khỏi vùng đồi cát cao ở phía đông khu vực hành quân. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 4 và 6 thiết quân lục chiến được trực thăng vận xuống khu vực giao điểm của hai hương lộ 555 và 602. Ngay sau khi vào vùng hành quân, thủy quân lục chiến đã đụng độ ngay với một đơn vị của trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 địch. Do cộng quân đã chiếm giữ khu vực này hơn một tháng trước đó, nên đã tổ chức được hệ thống phòng sự kiên cố với các cụm giao thông hào, liên hào và các chốt chặn đặt ở những vị trí yết hầu. Để triệt hạ được các cụm kháng cự này của địch quân, các đại đội thủy quân lục chiến đã phải di chuyển và lưu động chiến, rồi tấn công bất ngờ theo mô thức Dương Đông kích Tây. Đến ngày 30 tháng 5 năm 1972, thủy quân lục chiến đã làm chủ nhiều vị trí trọng yếu tại khu vực giao điểm nói trên. Cuộc hành quân sóng thần 672 chấm dứt sau khi 3 tiểu đoàn 4, 6 và 7 trở lại phòng thủ tuyến Mỹ Chánh vào ngày 31 tháng 5. Trong chiến sự của sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, ngày 6 tháng 6 năm 1972 đã trở thành ngày lịch sử khi 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến vượt sông Mỹ Chánh để mở đầu cho một cuộc hành quân quy mô tái chiếm Quảng Trị. Mục tiêu đầu tiên của kế hoạch tái chiếm Quảng Trị do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 vạch ra là các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải kiểm soát cho bằng được khu vực phía bắc sông Mỹ Chánh, cách bờ nam của con sông này ít nhất là 5 km. Nhằm thực hiện giai đoạn này, Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã giao trọng trách cho sư đoàn thủy quân lục chiến làm lực lượng tiên phong. Để khai triển kế hoạch của tướng trưởng, vào ngày 6 tháng 6 năm 1972, Trung tướng Bùi Thế Lân đã lệnh cho 4 tiểu đoàn mở đầu cuộc hành quân sóng thần 872 bằng cuộc vượt sông Mỹ Chánh dưới sự yểm trợ của không quân Việt Mỹ và pháo binh. Từ rạng sáng ngày 6 tháng 6 năm 1972, quân tại cơ của không quân Việt Mỹ đã dội bom vào các vị trí ở phía bắc Mỹ Chánh, nơi mà thủy quân lục chiến sẽ tiến đánh. Sau đó pháo binh Việt Nam Cộng Hòa đã bắn dồn dập vào các khu vực có dấu hiệu cộng quân đang trú đóng. Sau đợt quân tạc của không quân và đợt pháo dọn đường của pháo binh, 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến đồng loạt tiến quân vượt sông Mỹ Chánh. Qua khỏi tiếng xuất phát, các đơn vị xung phong đã đụng độ ngay với các toán tiền tiêu của cộng quân. Giao tranh diễn ra quyết liệt, các đại đội thiết quân lục chiến đi đầu đã tràn lên tiến chiếm các vị trí trọng điểm để làm đầu cầu cho toàn đơn vị tiến lên. Gần trưa ngày 6 tháng 6 năm 1972, cuộc tiến quân của ta gặp phải sự kháng cự mạnh của các trung đoàn cộng quân, nhất là cánh quân tiến theo trục hương lộ 555 về phía đông Mỹ Chánh thuộc địa phận quận Hai Lăng. Theo kế hoạch, tiếp sau thiết quân lục chiến là các đơn vị công binh có nhiệm vụ thiết lập và sửa chữa cầu cổng để các chiến xa của các chi đoàn thiết giáp tiến lên yểm trợ. Cuối cùng đến 18 giờ chiều ngày 6 tháng 6 năm 1972, các cánh quân thủy quân lục chiến đã hoàn toàn làm chủ mục tiêu trọng điểm trong cuộc hành quân sóng thần 872.